Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Cuối tập trước, vừa từ trong cấm địa đi ra, ba người Tần Trần liền bị đám cường giả trong tổ địa Cơ Gia Lao đến tấn công ngay. Tần Trần thấy vậy thì liền đem khí tức trên thân thả ra để dẫn động lôi kiếp, bởi vì đã có kinh nghiệm nhiều lần tiêu diệt địch nhân trong khi độ kiếp, nên lần này Tần Trần lại muốn sử dụng chiêu cũ. Đối mặt với lôi kiếp của Tần Trần đánh xuống, Cơ Vô Pháp lập tức xuất thủ ngay, hắn muốn đánh tan lôi kiếp của Tần Trần, sau đó đem tên tiểu tử này bắt lại. Thế nhưng vừa mới ngăn cản được đạo lôi kiếp thứ nhất, liền khiến cơ vô pháp tái mặt vì hắn nhận thấy uy lực của đạo lôi kiếp này cũng gần tương đương với đạo lôi kiếp mạnh nhất mà hắn đã từng tiếp nhận trong khi còn đang khiếp sợ về uy lực của đạo lôi kiếp kia lại bị tần trần chọc giận nên cơ vô pháp liền hướng tần trần đánh tới một bàn tay chân nguyên được hắn đánh ra lúc này hắn muốn trực tiếp bắt tần trần lại mà tần trần thấy thế thì lập tức xuất thủ ngay một đạo kiếm quang được hắn chém ra hướng bàn tay chân nguyên kia đánh tới thế nhưng khi va chạm xảy ra thì kiếm quan của tần trần liền bị trấn cho nổ tung mà thân thể hắn cũng theo đó mà bay ngược ra sau đứng ở một bên thấy vậy cơ như nguyệt đang định lao đến trợ giúp thì đúng lúc đó đại trưởng lão đột nhiên hướng nàng đánh tới cũng may là có cơ hồng trần kịp thời ngăn cản đem đại trưởng lão đánh lui lại phía sau nếu không chỉ sợ cơ như nguyệt đã bị thương dưới một kích này rồi một kích bị ngăn trở không những thế còn bị trấn cho lui lại làm đại trưởng lão tức giận quát lớn cơ hồng trần ngươi vẫn một mực không chịu giác ngộ sao mau bắt lại như nguyệt ta có thể bỏ qua chuyện cũ cho ngươi bằng không đừng trách ta không khách khí. thế nhưng còn không đợi cơ hồng trần lên tiếng, thì thanh âm của hủ dị ma quân đã vang lên. ngươi cùng các nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? cứ trực tiếp đem nàng bắt lại là được. lời này vừa dứt, đã thấy hủ dị ma quân quỷ dị xuất hiện bên cạnh cơ như nguyệt. trong nháy mắt xuất thủ hướng nàng đánh tới. vì đã có phòng bị từ trước, nên ngay khi cảm nhận được dị hủ ma quân xuất hiện bên cạnh mình, thì phong tuyệt kiếm liền xuất hiện trong tay nàng, không chút do dự hướng phía sau chém ra. dị hủ ma quân thấy thế thì nhe răng cười lạnh một tiếng hắn căn bản còn không đem công kích của cơ như nguyệt để vào mắt thế nhưng ngay khi kiếm khí đánh tới liền khiến dị hữu ma quân biến sắc hắn vội vàng đánh ra một chữ ngăn cản kiếm quan kia lại mặc dù có thể ngăn lại được một kiếm của cơ như nguyệt thế nhưng vô tận kiếm khí oanh nhiễu trong nháy mắt đã đem cả người dị hữu ma quân bao lại nếu không có vô tận hát sắc ma khí quanh thân ngăn cản thì hắn đã bị kiếm khí này kích thương rồi vội vàng lui lại phía sau ánh mắt dị hữu ma quân tràn đầy hoảng sợ nhìn cơ như nguyệt hắn không thể tin nổi không lâu trước đó cơ như nguyệt chỉ là một cái nửa bước võ đế nho nhỏ mà thôi thế mà lúc này mới qua bao lâu chứ mà thực lực của nàng lại trở nên đáng sợ như vậy cũng trong lúc này ở một bên nhìn sang thấy như nguyệt có thể ngăn trở dị hữu ma quân thì từng trần cũng đỡ lo đi đôi chút thế nhưng biểu tình trên mặt hắn thì vẫn ngưng trọng như trước qua lần giao thủ vừa rồi hắn cũng nhận thấy nếu bản thân không có chân chính đột phá đến võ đế chỉ dựa vào thực lực hiện tại mà muốn rời khỏi đây thì quá khó khăn chỉ có khi vượt qua lôi kiếp thì mọi chuyện mới dễ dàng hơn chút nghĩ đến đây từng trần liền lớn tiếng quát như nguyệt Chúng ta bắt đầu độ lôi kiếp. Như Nguyệt nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lên lôi vân trên bầu trời. Theo đó, khí tức trên thân được nàng triệt để thả ra, tức khắc, vô tận lôi vân cấp tốc ngưng tụ, từng tiếng sấm ùng ùng không ngừng vang vọng trong thiên địa. Ngay sau đó, vô tận lôi quang liền trút xuống, đây không phải là một đạo, mà là hơn 10 đạo trong nháy mắt bổ xuống. Đồng thời trong số đó, có một bộ phận lôi quang hướng cơ vô pháp đánh tới, bởi vì lúc trước hắn xuất thủ ngăn lại một đạo lôi kiếp của Tần Trần, dẫn tới thiên đạo tức giận, nên mới đem hắn làm mục tiêu mà cơ vô pháp thấy vậy thì sắc mặt đại biến hắn vội vàng mở ra đại trận bảo vệ tổ địa ngay trong nháy mắt ngũ hành tuyệt diệt đại trận liền được mở ra không những thế còn rất nhiều cấm chế của cơ gia và dị ma tộc sau này bố trí cũng được kích hoạt hết tạo thành một màn lộng lẫy hào quang đem tổ địa bao vào trong ngay khi tất cả trận pháp và cấm chế được mở ra thì lúc này lôi kiếp cũng đánh xuống chỉ thấy toàn bộ cấm chế rung động một hồi thế nhưng cũng không có bị phá hủy mà mấy đạo lôi kiếp kia thì bị cấm chế ngăn lại ở bên ngoài thấy lôi kiếp đã bị ngăn lại lúc này cơ vô pháp mới thở phào một hơi sau đó tức giận nhìn tần trần quát lớn tiểu tử ngươi thật là độc ác muốn dùng lôi kiếp để đối phó với chúng ta sao với tu vi của hắn tự nhiên là không sợ mấy đạo lôi kiếp này thế nhưng trong tổ địa lại tụ tập toàn bộ tích xúc bao năm qua của cơ gia một khi lôi kiếp hạ xuống thì ngoại trừ võ đế hậu kỳ ra chỉ sợ tất cả các cường giả khác sẽ trọng thương thậm chí có thể trực tiếp ngã xuống bỏ mạng tại nơi này mà ở đối diện thấy cơ vô pháp muốn dựa vào trận pháp cùng cấm chế để ngăn cản lôi kiếp thì từng trần cười lạnh không thôi hắn liền quay sang cơ như nguyệt bảo nàng mở ra cấm chế tổ địa để đám người này cũng được lôi kiếp thanh tẩy nghe tần trần nói vậy cơ như nguyệt liền đem ngọc giản mà cơ vô tuyết để lại ra thôi động tức khắc ngũ hành diệt tuyệt đại trận cùng với toàn bộ cấm chế khác trong tổ địa cơ gia đều đóng lại chỉ còn dư lại cấm chế mà dị ma tộc bố trí thôi mất đi phần lớn cấm chế ngăn cản thế nên dưới lôi kiếp đánh xuống cấm chế mà dị ma tộc bố trí liền bị lôi quang đánh cho vỡ nát chứng kiến một màn này làm cơ vô pháp kinh sợ không thôi hắn không hiểu tại sao ngũ hành tuyệt diệt đại trận cùng cấm chế trong tổ địa vì sao lại đột nhiên lại đóng như vậy sau đó hắn cũng đã cố gắng mở lại đại trận thế nhưng lại phát hiện bản thân đã mất đi quyền trưởng khống đại trận dường như đại trận đã bị một cổ lực lượng nào đó khống chế mà trong thời gian cơ vô pháp cố gắng mở ra đại trận thì vô số lôi quan cũng đánh xuống tổ địa làm cho đám võ giả bên dưới trực tiếp học máu cả người cháy đen bay rớt ra ngoài cơ vô pháp thấy vậy cũng không có cố gắng đi mở đại trận nữa thân hình hắn liền lao đến từng trần đấm ra một quyền bởi vì hắn biết hiện tại phải đem tần trần kích xác may ra mới có thể làm cho lôi kiếp kia dừng lại nếu không chỉ sợ tích lũy bao năm nay của cơ gia sẽ bị hủy trong nháy mắt về phía tần trần nhìn thấy cơ vô pháp lao tới hắn vẫn như cũ không chút sợ hãi khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt ngay lập tức hắn liền đem hủy diệt quy tắc mà khi trước bản thân lĩnh ngộ được trong cấm địa kết hợp cùng với sát lục ý đem hai thứ này dung hợp vào trong thần bí kiếm rĩ, rồi mạnh mẽ chém ra trong nháy mắt kiếm quan cùng quyền ý va chạm vào nhau tức khắc bạo phát ra ngập trời tiếng nổ trong khoảnh khắc đó cơ vô pháp liền cảm thấy một cổ tử vong lực lượng đáng sợ bao trùm tới làm thân thể hắn không tự chủ được mà run lên một cái cả người hắn theo đó mà bay ngược ra sau mấy trăm thước còn tần trần thì kêu lên một tiếng đau đớn khóe miệng tràn ra một ít máu tươi thế nhưng thân thể hắn cũng không có việc gì chỉ là chút tổn thương nhỏ mà thôi lau đi vết máu trên khóe miệng tần trần cười to một tiếng lớn giọng quát các ngươi không phải muốn giết ta sao nếu đã như vậy hôm nay ta sẽ để cho lôi kiếp thanh tẩy toàn bộ tổ địa cơ gia này tần trần vừa nói dứt lời thì lôi kiếp trên bầu trời lần thứ hai hạ xuống trong nháy mắt đã biến toàn bộ tổ địa cơ gia thành một cái lôi đình hải dương theo lôi kiếp đánh xuống trong tổ địa cơ gia khắp nơi đều vang lên tiếng kêu thảm thiết có vài chục tên hộ vệ đứng gần tầng trần nhất thì bị lôi kiếp đánh cho nổ tung mà đám võ đế trung kỳ thì bị đánh cho cháy đen cả người bốc khói thân thể thì xuất hiện vô số vết rạn nứt mà máu tươi đang không ngừng theo miệng vết thương chảy ra bộ dáng có thể nói là hết sức thê thảm tại thiên lôi đánh xuống từng trần giống như một tôn ma thần di chuyển bên trong lôi quang hắn đi đến đâu thì đám võ đế sơ kỳ ở xung quanh đế liền bị lôi kiếp đánh cho nổ tung còn đám võ đế trung kỳ thì thân thể bị trấn cho nứt toát máu me đầy người chạy loạn lên như vịt vội vàng tránh xa tầng trần không chỉ vậy ngay cả võ đế cử phách như đại trưởng lão cũng không chịu được lôi kiếp chỉ có thể lớn tiếng chửi mắng tầng trần còn bản thân thì cắm đầu cắm cổ chạy ra chỗ khác lúc này ở trong tổ địa chỉ có cơ vô pháp là không sợ lôi đình đánh tới thôi thế nhưng hắn cũng chỉ từ xa đứng nhìn chứ cũng không dám hướng tầng trần động thủ bởi vì một khi hắn ra tay với tầng trần thì lôi kiếp sẽ đem hắn khóa chặt đối với hắn phát động công kích mà đối mặt với sức mạnh hủy diệt đó hắn cũng không dám ngạnh kháng thế nhưng giờ phút này đứng nhìn vô số đệ tử cơ gia ngã xuống như thế trong lòng cơ vô pháp không khỏi rỉ máu phải biết đây chính là lực lượng trung kiên của cơ gia phải mất gần 200 năm hắn mới bồi dưỡng ra được nếu lần này tất cả đều ngã xuống thì tổn thất mà cơ gia phải chịu quá nặng nề cắn chặt răng cơ vô pháp liền thi triển ra huyết hải châu tức khắc vô số huyết hải dâng lên lấy viên cầu trong tay hắn làm trung tâm cấp tốc tràn ra đem lôi kiếp lực ngăn cản lại thay đám võ giả cơ gia tiêu trừ lực lượng lôi kiếp thấy hành động này của cơ vô pháp tần trần cười nhạt lớn tiếng nói ngươi định dùng huyết hải châu để ngăn cản lôi kiếp sao vậy để ta xem huyết hải châu của ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu đạo lôi kiếp nói dứt lời tần trần liền hướng cơ vô pháp lao tới theo thân hình tần trần lao đi thì đáng sợ lôi quan cũng di chuyển theo nhìn tần trần lao đến trên mặt cơ vô pháp hiện rõ kinh sợ bởi vì hắn cảm nhận được tần trần càng đến gần thì uy lực của lôi quan càng mạnh hơn làm cho huyết hải châu trong tay hắn có dấu hiệu không thể chống đỡ nổi ngay lập tức thân hình hắn vội vàng lui lại miệng vẫn không ngừng quát lớn tiểu tử mau cút xa ta ra về phía tầng trần đương nhiên hắn cũng không quá phận mà lao tới gần cơ vô pháp bởi vì thiên lôi này quá mạnh làm hắn cũng phải gian nan chống đỡ nếu tiến đến gần quá không may lại bị lão già này xuất thủ đánh lén thì lúc đấy chắc chắn tai mạng cùng thời gian này ở một bên khác cơ như nguyệt cũng đang thừa nhận đáng sợ lôi quang thế nhưng so sánh với tầng trần thì lôi kiếp của nàng vẫn yếu hơn một ít thế nhưng cũng cực kỳ đáng sợ cầm phong tuyệt kiếm trong tay Cơ Như Nguyệt giống như Bạch Y Tiên nữ, đứng ngạo nghễ giữa hư không đối kháng với thiên lôi, mà ở dưới kinh khủng lôi quang đánh xuống, càng làm cho nàng trở nên tôn quý hơn. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.